Xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Em vừa về được một quận dây loa hàng bãi Nhật, lên sóng luôn thì các bác và anh em, bác nào mà thích thì có thể nhanh tay đặt hàng và em sẽ gửi những cái dây loa này về cho các bác, hoặc là nếu các bác thích thì có thể đặt hàng, bên em sẽ làm những cái cặp dây loa phục vụ các bác và anh em. Đây, dòng này cũng là dòng dây bãi Nhật của chính hãng Proterio, thông số dây đây các bác và anh em. Hãng này rất là quen thuộc với các bác và anh em rồi. Dây thì rất là mềm, phải nói là rất mềm luôn đấy, mềm luôn các bác và anh em thấy không, em vo tròn luôn này các bác và anh em thấy này, cả dây ra này, dây lại như mới luôn, không một tí vết nào. Bản dây này thì còn khá là mới nha các bác và anh em, dây khá là mới, nó thì được đến tầm khoảng 95% đấy, dây thì mới lắm. Dây thì khá là bự. Để so sánh thì em lấy cái bút bi, chắc là rất nhiều các anh em biết cái dòng bút bi này rồi. Đấy. Cái vỏ dây của nó này, dây của nó phải tương đương với cái vỏ bút bi này để các bác và anh em. Đây, so luôn cho các bác anh em thấy luôn này. Nhiều khi bảo nhỏ hơn ngón tay út hoặc là bằng cái nọ cái kia thì các bác anh em cũng khó hình dung. Mà em lấy luôn cái bút bi này so sánh cho các bác này. Ok chưa? Đấy, nó phải gần bằng cái vỏ bút bi này này. Đấy. Loại dây đây các bác và anh em. Đấy. Dòng này tương đối là nhiều loại, để em cắt ra nhé, rồi show cho các bác và anh em thấy luôn được cái loại phía trong của nó. Đây các bác và anh em, khá là chặt. Vỏ của nó này cực dẻo dai, cực bền luôn, các bác và anh em lôi kéo vặn xoáy thoải mái luôn, không phải lăn tăn điều gì về cái dòng vỏ dây này cả. Đấy. Đấy. Sau cái lớp vỏ dây là một lớp áo chống nhiễu, nhưng cái này nó có một cái nét khác biệt. Thường thì các bác và anh em sẽ thấy là cái lớp áo chống nhiễu này nó sẽ là màu sáng bạc bạ bạc, nhưng mà dòng áo chống nhiễu của dòng dây này thì là bằng đồng nha các bác và anh em. Đấy, bằng đồng, lớp áo chống nhiễu rất là mới, bằng đồng nhưng rất là sáng đấy các bác và anh em. Đấy, dòng dây này thì lớp áo chống nhiễu nó bị bằng đồng cơ. Đấy. Còn ruột dây của nó đây. Đấy. Vẫn như thường lệ, sau lớp áo chống nhiễu này là lớp dây chống ẩm. Móc luôn dây chống ẩm ra này. Đấy. Sau lớp dây chống ẩm là các cái lõi dây đấy các bác và anh em. Dây nó được bện xoắn và rất là chặt đấy, chặt khít thành khít luôn đấy các bác và anh em. Làm gỡ ra nhé. Bện xoáy cực kỳ chặt. Dòng này là dòng vỏ thép lông. Đấy, dòng vỏ thép lông. Đấy, bện cứ từng dây một nó bện vào một cái lõi ở giữa đây. Đấy, giữa nó cũng có một cái sợi dù nhưng mà khá là nhỏ thôi, nên các bác và anh em sẽ thấy là cái dây này về cái tiết diện dây của nó cũng khá là lớn đấy. Đấy, vì dây nó bện chặt cái cỡ như này, cùng với đó là cái lõi dù của nó cũng rất là nhỏ. Đấy. Thường thì cái dòng dây bình thường nó sẽ có 4 sợi dù để nó bện, và nhưng cái dòng này thì chỉ duy nhất một sợi dù ở giữa lõi thôi các bác và anh em, nên tiết diện dây của nó cũng khá là lớn đấy. Vỏ thép lông đây, em đốt luôn cho các bác và anh em thấy nhé. Với những dòng vỏ thường khác thì đốt xíu như này là nó cháy rồi. Vỏ thép lông các bác thấy không, không hoàn toàn không có vấn đề gì, nó đen này các bác, vuốt cái này nó lại như mới luôn. Đen một chút dây rồi nhưng nó không hề cháy, các bác vuốt nó lại như mới. Đấy. Và để em tước cái vỏ thép lông này ra để các bác và anh em thấy cái lõi phía trong của nó nhé. Đây, lõi dây em vừa mới tước ra đây các bác và anh em. Đấy. Dòng đồng tơ cực mịn luôn, mỗi một lõi này nó là những cái sợi lõi đồng li ti, nó phải đến một cái sợi này nó phải đến cả đến gần 100 cái lõi đồng li ti này đấy các bác và anh em. Lõi đồng mạ bạc, sợi cực mềm. Đấy. Dòng đồng này là đồng nguyên chất như các bác và anh em. Đấy. Rất là mịn. Đấy. Cực mềm. Nên tại sao mà cái dây lúc nãy các bác thấy không ạ? Em vo viên cái dây vào nó mềm đến cái cỡ như vậy. Một phần là cái lõi của nó là các cái lõi đồng tơ mạ bạc rất là nhỏ, rất là mịn như này, nên sợi dây nó mới có thể mềm được như vậy. Đấy. Số lõi của nó này, 2 này,
4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 15 lõi. Lõi của nó là 15 lõi nha các bác và anh em. Dòng này thì các bác và anh em yên tâm một điều là nó cho cái chất âm chi tiết đều cả ba giải, nhưng nó sẽ thiên về giải trầm một chút. Nếu các bác và anh em thích chi tiết đều cả ba giải nhưng cái giải bát của các bác và anh em ấm, uy lực thì các bác anh em có thể chơi cái dòng dây này. Đấy. Dòng dây này thì nó có hai cái đặc điểm nổi bật. Thứ nhất đó là các cái lõi dây của nó đều là lõi đồng tơ nguyên chất mạ bạc cực mịn. Đấy, các bác hiểu sợi rất là nhỏ và rất là mịn. Đấy. Mềm mượt cực kỳ luôn. Thêm vào đó là cái lớp áo chống nhiễu bằng đồng đây này. Nó giúp cho cái chất âm của cái dòng dây này là cho cái chất âm chi tiết đều cả ba giải nhưng nó lợi một chút và thiên một chút về cái giải trầm. Nên các bác và anh em sẽ nghe thấy tiếng bát của nó chắc hơn, ấm hơn và uy lực hơn rất là nhiều. Nếu các bác và anh em thích chi tiết đều cả ba giải nhưng thích lợi hơn về giải bát thì có thể chọn cái mẫu dây này. Và hiện tại thì với cái mẫu dây này bên em đang bán là 110.000 một mét cho các bác và anh em. Một vế mà khi test lại như này thì cái tiết diện lõi dây cũng khá là lớn đấy các bác và anh em. Nó lên tới tầm 2 ly, 2 ly rưỡi đấy. Nên các bác và anh em những ai mà đang chơi những cái dàn loa công suất lớn thì chơi cái dòng dây này cũng rất là vô tư, không phải lăn tăn điều gì cả. Đấy. Bên em thì vẫn đang thi công theo yêu cầu của các bác các cái cặp dây loa với các cái đầu jack nối khác nhau như jack bắp chuối, jack mỏ chim hay jack càng cua. Đấy. Nếu các bác và anh em thích, còn nếu các bác và anh em muốn mua những cái mét dây rời này về nhà để độ chế, thiết kế DIY theo cái sở thích của các bác và anh em thì bên em vẫn sẵn sàng phục vụ các bác và anh em. Đấy. Dây rất là mềm đấy các bác và anh em. Vâng, nếu các bác và anh em thích các cái cặp dây loa như nào hoặc thích bao nhiêu mét thì có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.